Hi mọi người, chào mừng mọi người đến kênh Gấp của Lộc nha. Hôm nay Lộc sẽ quay về Đình Phú Tự một lần nữa để quay cho mọi người xem cái nét văn hóa về nghệ thuật hát bội của quê hương mình. Trong video lần trước mình đã gặp cô vợ chồng của cô Năm Xuyến và cô Năm Xuyến cho mình uống rượu từ cái bông của cây mai cổ thụ mọi người. Không biết là lần này mình về gặp cô Năm thì cô Năm có còn nhớ mình không? Bây giờ là 6 giờ chiều thì mọi người đang chuẩn bị để cho cái xuất hát đầu tiên. Ở trong đình có một bạn tên là An, bạn nó rất là giỏi về cái phong tục tập quán và chuẩn bị cho cái hoạt động của đình. Thì bạn ấy không muốn xuất hiện cho nên mình hạn chế quay bạn ấy nha mọi người. Nhưng mà bạn ấy là người mà chỉ dẫn cho mình và hướng dẫn cho mình các cái thông tin về đình rất là hay nha mọi người. Ở phía bên phải đình có một cái nhà của cô chú Năm ở, thì mình sẽ đi qua đây để gặp cô chú Năm. Cô chú Năm còn nhớ mình không nha? Chú Năm nhớ con không? Quên mẹ rồi. Con hôm bữa con ghé đình nè, cô Năm cho con uống rượu nè, chú Năm nhớ con không? Dạ. Đang ở đâu hả? Chú Năm khỏe không? Ừ. Chú khỏe không chú? Biết, bình thường đang ra làm, đang nước uống á. Dạ, à. Còn cô Năm nữa hiện tại con chú? Mình bệnh á. Dạ, đang làm đồ ăn làm sao hả chú? Tắm hay gì á. Dạ, để con đi vòng vòng chơi nghe, bữa con gặp chú chắc chú quên con rồi. Đâu nhớ được. Dạ. Bây giờ các cô chú trong đình đang chuẩn bị cho cái buổi lễ túc yến. Buổi sáng đã có một cái buổi lễ rồi, thì buổi chiều sẽ là lễ túc yến, lễ đại bội và sau đó là những cái màn mà biểu diễn hát bội cho bà con xem. Thì bây giờ mình sẽ đi xung quanh quay cho mọi người xem nha. Thường ở phía trước đình sẽ có những cái hàng ăn hoặc là những cái quầy đồ chơi cho những cái bà con dẫn con cháu lại đây. Thì nó như một cái ngày lễ hoặc là một cái dịp xuân gì đó, mọi người tụ tập với nhau thì rất là hay nha mọi người. Bạn An ở trong đình chia sẻ thì đình sẽ 3 năm tổ chức hát bội một lần, do cái kinh phí cũng khá là hạn hẹp và do bà con tự tay để đúc kết ủng hộ với nhau mọi người. Thank you.
bên đây nè. Biết biết. Biết không? Biết. Đi nào? Đi con Năm. Con Năm nhớ con không? Quá nè. Con Lộc hôm bữa ghé nè. Hôm bữa ghé coi giờ con uống rượu mai con nhớ không? Ừ. À, đâu quá không nhớ nổi. Thì dân chúng lại cũng như là chùa vậy đó. Dạ. Mỗi người ta cũng ăn cũng vậy đó. Rồi làm ra thì cũng như bát tánh vậy đó. Dạ. Như chùa vậy đó. Dạ. À, rồi phụ làm xong rồi chia chát ra bà con ăn vậy. Dạ. Thôi đi cắm pháo. Thôi dẫn con với cô đi. Là gu. Dạ. Cái này dạ. Mẫu quyết hay gì vậy cô? Dạ. Cô với con thì lấy kho thì ăn chứ tại phải dạ. Phải phải cho bằng ngày thì có người cô tên gì cô? Cô tên Thảo. Dạ. Mỗi lần mà mình chuẩn bị cái mình diễn diễn mình phải làm mình trang điểm mình chuẩn bị quá khoảng bao lâu cô? Cả tiếng hồ con. Một tiếng hồ. Dạ. Một năm là mình ngoài diễn ở đây rồi mình còn diễn đâu nữa không cô? Rồi dưới bà Tri á, bà Tri ta. Dạ. Tháng 2 với bà Tri. Diễn 2 đội dưới, 3 đội dưới. Thank you.
sắp chờ rồi nha.
Thank you.
Di Đà Phật. Hương tạ thiên tạ địa, hương thần thủ võ. Nhân ngày đại lễ khánh nhật thường niên, bốn hội đình phú tử lập đạt cả quý tế linh thật, ngưỡng cầu chúc quốc thứ dân an, phong điều vũ thuận, thiên hạ thái bình, hôn trung lợi lạc. Nhất nguyện thiên trường địa cường, nhai nguyện nhất quyết chứng minh. Ta nguyện dập bái linh thần về đây chứng giám đàn trà. Tứ nguyện cầu cho nam nữ thôn quan lạc, tử tôn muôn diện hai chữ an khương. Đáng diễn viên nam nữ toàn đoàn, đồng cũng cúng linh thần. Thank you.
Về cuộc dù lễ hội kỳ yên chạp miễu năm nay. Và đêm nay là đêm hát đầu tiên đoàn Sinh Hoa Quang ra mắt quý vị kịch bản được mang tên Ngũ Hổ Bình Tây Địch Thanh Thâu Trân Châu Kỳ. Và để tiền diện quý vị theo dõi, đoàn chúng tôi xin mạn phép giới thiệu thành phần diễn viên trong các vai như sau. Thank you.
Tạm biệt mọi người, nhớ bấm like và đăng ký để nhận được những video mới của mình mỗi tuần nha.